Chào mừng các bạn trở lại với kênh NTT Android iOS của mình nhé. Như thường lệ, chúng ta sẽ chơi những game tuyệt vời nhất đang đứng top trên hạng xếp hạng của Android nhé. Đầu tiên là chọn Car Master 3D. Phục chế những chiếc xe đã bị hư hỏng. Sơn màu cho nó nha mấy bạn. Mấy bạn chia sẻ cho mình nhé, để mình có động lực ra nhiều game hay cho mấy bạn. Nếu bạn thích mình chơi game nào thì comment bên dưới nha, để mình biết. Tại vì game thì nó vô vàn lắm, không biết được nó nhiều game lắm.